Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024, thứ Bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 26 tháng 3 năm 2024, là ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, tiết khí Cốc Vũ, ngày trực kiến. Hôm nay là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thổ Tử: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Thân và tuổi Tý, lục hợp với tuổi Dậu, xung với tuổi Tuất, hình với tuổi Thìn, phá với tuổi Sửu. Về ngũ hành nên mệnh, đại lâm mộc, hôm nay là ngày Mậu Thìn, tức ngang hỏa. Nạp âm đại lâm mộc, kỵ tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất. Ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt người tuổi Canh Ngọ, tuổi Mậu Thân thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngược lại, nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày Thìn, lục hợp với Dậu, tam hợp với Thân, Tý, thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Sửu. Tam sát kỵ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Mãn Đức Tinh, tốt vạn thông tứ cát; Thanh Long, tốt cầu phúc, giá thú; Ngọc Vũ, tốt tu trạch, tạo trạch, di đồ; Thiên Đế, tốt đa khả dụng; Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao Thổ Phủ, kỵ tu tạo, động thổ, phá thổ; Thiên Ôn, kỵ tu tạo, nhập trạch; Nguyệt Hình, xấu mọi việc; Lao Nhật, kỵ thượng quan, xuất hành, di cư, tử tụng. Trong đó có sao Thiên Ân là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày mùng 4 tháng 5, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như thượng quan, xuất hành, di cư, tử tụng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng chính bắc để đón tài thần và đi theo hướng đông nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày bạch hổ đầu, xuất hành cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 4 tháng 5 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 4 tháng 5 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, hôm nay người tuổi Tý nhờ tam hợp cục mà sự nghiệp phát triển thuận lợi, làm gì cũng trôi chảy, không có sự cố nào đáng kể. Bạn nhận được sự tin cậy từ cấp trên và nể phục của đồng nghiệp, có thể đề xuất các phương án, ý kiến của mình mà không gặp trở ngại. Chuyện tình duyên của người tuổi này cũng khởi sắc, là con giáp biết hưởng thụ cuộc sống, biết chọn người để đi cùng mình, thì hôm nay bạn sẽ sống trong niềm hạnh phúc. Có người yêu cũng được, không có cũng được, miễn là hạnh phúc bên người thân. Chẳng những chuyện tình cảm thăng hoa, tài lộc của con giáp này cũng có những tin mừng nhờ thiên tài chiếu mệnh. Bạn có thể được hưởng khoản tiền không nhỏ từ nghề tay trái của mình. Dù chỉ là khoản kiếm thêm, nhưng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bạn. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, tập trung hoàn thành công việc của bản thân, tránh phân tâm. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, bạn sống là một người nghĩa nặng tình sâu. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, chớp thời cơ phát tài nhanh chóng, tiền bạc dồi dào. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, đường tài lộc đang trên đà phát triển. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, người làm kinh doanh nhận được tiền lãi lớn. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 10. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Sửu cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, làm việc gì cũng cần cân nhắc cho kỹ càng. Hôm nay trong công việc, vì sự cảm tính và bốc đồng do kiếp tài gây ra mà người tuổi Sửu đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Có thể sẽ có lúc bạn cảm thấy lao đao, cảm thấy bản thân đang rất nỗ lực, song rất khó để bạn tiến đến mục tiêu của mình. Ngày này bạn cũng có xu hướng tranh cãi hơn thua tới cùng với nửa kia khi cả hai có mâu thuẫn. Bạn cho rằng mình đang cố giải thích cho người ấy hiểu, song thái độ và lời nói không đúng mực của bạn khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, có điểm báo thăng tiến trong công việc. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, ra đường nhớ cẩn thận, kẻo mất tiền như chơi. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, không nên lười biếng, cậy rằng mình có tài. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, tiền bạc mất mát do thiếu tỉnh táo. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, dễ vướng vào tranh chấp với đồng nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 34. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, thiên quan gây hại khiến cho con giáp tuổi Dần có cảm giác mình đang cố gắng lại càng bị đuối. Sau cơn mưa ta thường thấy cầu vồng, sau trận bão ta lại thấy bầu trời bừng sáng. Hãy ghi nhớ điều này, mạnh mẽ lên và đừng bỏ cuộc nhé. Quý nhân tam hội sẽ che chở cho bản mệnh rất nhiều trong ngày cuối tuần này. Bản mệnh có thể sẽ tìm thấy người mình chờ đợi bao lâu nay, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu như trong mơ. Hôm nay, vận trình tài lộc của bản mệnh vượng phát, hứa hẹn một ngày kiếm nhiều tiêu ít, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoáng tay mà không phải do dự quá nhiều. Bản mệnh nên tranh thủ xúc tiến các công việc như ký kết hợp đồng hoặc mở rộng các dự án kinh doanh, thì cuối tháng sẽ thu được lợi nhuận lớn. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, công việc tiến triển thuận lợi, chấp nhận thử thách. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, việc kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, có khả năng xoay sở trước khó khăn đầy tài tình. Với những tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, thận trọng trong các giao dịch tài chính. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, số tiền bạn kiếm được chắc chắn khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 63. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 4 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, chính quan nâng đỡ nên có thể nói hôm nay kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng của người tuổi Mão đã thực hiện được. Và dù đôi khi nó là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì, nhưng bạn cũng đã luôn chứng tỏ mình trước mặt mọi người thật tốt. Hôm nay cũng là một cơ hội để bạn khẳng định điều đó. Hãy tự tin với vai trò của mình. Tam hội giúp sức, người tuổi Mão có một ngày làm việc tương tác thuận lợi. Mọi khó khăn thử thách tạm thời được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Nhưng cơ hội để tạo ra sự đột phá là không nhiều. Bạn vẫn cần thận trọng, tiến hành từng bước một. Chậm mà chắc thì có khả năng thành công sẽ cao hơn. Nhìn chung, công việc trong thứ Bảy của người tuổi Mão diễn ra theo đúng kế hoạch. Có điều cục diện tương hại gây trở ngại, khiến cho đường tình duyên có chút trắc trở. Mệnh chủ không nên dành quá nhiều thời gian để quan sát đối tượng khác giới xung quanh mình. Bạn nên nhớ rõ rằng, ở nhà có người thân yêu nhất đang chờ đợi bạn. Với những tuổi Ất Mão, mệnh thủy, tránh tiêu pha quá đà kẻo hao hụt tiền bạc nhanh chóng. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, lòng đam mê công việc của bạn đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên người khác. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, chú ý thái độ cư xử với bề trên, người thân. Với những tuổi Tân Mão, mệnh mộc, cần thắt chặt chi tiêu, đầu tư kinh doanh nên chú ý vào tính an toàn. Với những tuổi Quý Mão, mệnh kim, chú ý cách quản lý tiền bạc, tránh tiêu tiền nhiều hơn mức kiếm được. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 05 và số 16. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 4 tháng 5 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tự hình, thời gian này con giáp tuổi Thìn suy nghĩ quá nhiều và đó là nguyên nhân bạn bị xì chết. Nên hậu quả là giảm cân hoặc tăng cân mất kiểm soát. Có thể bạn cho rằng việc suy nghĩ là cần thiết, nhưng thực ra chúng đã khiến bạn bớt đi sự nhanh nhạy vốn có. Tỷ kiên chiếu mệnh nên hôm nay những người làm chức vụ quản lý, lãnh đạo vẫn vất vả. Ngày nghỉ nhưng vẫn phải lo hàng tá việc. Cấp dưới thì làm ăn tắc trách không được như ý bạn. Nhiều bạn trẻ đi làm thì áp lực, không có thời gian cho bản thân. Hôm nay muốn vùng lên để giải thoát. Sự nghiệp gặp nhiều rắc rối, công việc đình trệ và dường như khá thụ động. Đối với những người làm việc cần sự sáng tạo thì hôm nay quả là một ngày khá khó khăn và bạn thiếu đi sự năng nổ cũng như hứng thú để làm việc. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, không nên tiêu tiền quá phóng túng như hiện tại. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, gặp khó khăn trong vấn đề hợp tác, làm việc chung. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, công việc đang an ổn, bỗng bị xáo trộn, rắc rối phát sinh. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, đừng xét nét quá, công việc khó êm xuôi. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, việc làm ăn phải chịu sự cạnh tranh kịch liệt. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 24. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy chỉ ngần hứa hẹn một tương lai sáng lạn nếu người tuổi Tỵ vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc, chăm chỉ chịu khó như hiện tại. Thêm vào đó, dường như tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng biến tốt nên bạn ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bên ngoài và được đánh giá cao về trình độ. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi sức lực có hạn, thôi đành làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Người làm kinh doanh buôn bán thì có thể gặp tình trạng hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng. Bạn nên điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Trên phương diện tình cảm, bạn mình luôn nhận được sự cổ vũ động viên đến từ nửa kia. Nhờ vậy mà bạn có thêm động lực và thêm tin tưởng vào chính bản thân mình. Đối phương sẵn sàng cùng bạn đối diện và vượt qua mọi sóng gió. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, hãy ưu tiên mối quan hệ hơn tiền bạc và địa vị. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, có thể tranh thủ để tiếp thu thêm kiến thức, trau dồi kỹ năng chuyên môn. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, chớ để việc cá nhân xen vào việc công. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm được đánh giá cao. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, muốn dư giả thì phải cố gắng nhiều hơn. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 28. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy thiên ấn là cát thần trợ giúp cho đường công danh sự nghiệp của bản mệnh. Những khó khăn trước đó trong ngày hôm nay sẽ được bản mệnh giải quyết triệt để. Tài năng về nhiều lĩnh vực của người tuổi Ngọ được thể hiện rõ ràng, bản mệnh giành được lòng tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, cứ nói đến vấn đề tiền bạc là con giáp tuổi Ngọ lại rối tinh lên. Bạn không đủ tỉnh táo để phân định việc gì nên chi hay không nên chi, hay trong túi mình có bao nhiêu tiền. Cẩn thận kẻo phải đi vay tiền, dù là một khoản chi nhỏ nhất, chỉ vì bạn quên mang theo tiền đấy nhé. Mặt tình cảm lên hương nhờ mộc sinh hỏa. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương. Đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận nhé. Bạn xứng đáng được hạnh phúc. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, có thể đưa ra quyết định thiếu đúng đắn về tài chính. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, bạn nên học thêm các kỹ năng tài chính cá nhân. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, công việc cần cân nhắc thêm, đừng vội vàng. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, nên chi tiêu tiết kiệm, hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, đừng tự trách móc bản thân mình khi chưa làm được điều gì đó. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 14. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy, hôm nay dự báo sẽ là một ngày đầy thử thách của con giáp tuổi Mùi khi đối mặt với kiếp tài. Công việc không quá khó khăn, nhưng bạn phải giữ mình thật kỹ và tránh những cuộc xung đột trốn văn phòng, mới mong muốn có thể gặp được nhiều thuận lợi trong tương lai. Có vẻ như thời gian trước đó, bạn thường khoe khoang về sự giàu có của mình mà không hề biết rằng điều đó đã rơi vào tai của kẻ tiểu nhân. Hoặc để hớ hênh khi bảo quản tài sản rất dễ khiến kẻ xấu nảy sinh lòng tham. Vì vậy, hãy luôn kín kẽ trong chuyện tiền bạc nhé. Trên phương diện tình cảm thì vẫn chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những người còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội để gặp gỡ tụ họp bạn bè người thân, nên dù có mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp. Với những tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, đề phòng kẻ xấu hãm hại đường quan lộc, cản bước đường thăng tiến. Với những tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, có điểm báo dễ mất tiền, hao tốn tài lộc. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, tài lộc ảm đạm, cần cố gắng nhiều hơn nữa. Với những tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, đôi lứa chưa thực sự thấu hiểu, dẫn đến những tranh cãi căng thẳng. Với những tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, khá bị động trong chuyện tình cảm, không tích cực tiếp xúc với người khác. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 27 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, tam hợp xuất hiện trong vận trình ngày thứ 7 của người tuổi Thân, giúp bạn tha hồ phát huy khả năng sáng tạo của mình. Bạn có thể thoải mái đưa ra những ý tưởng đóng góp cho sự phát triển chung của dự án. Đừng sợ nói sai vì mọi người lắng nghe rất cởi mở và sẵn sàng cho bạn lời khuyên khi cần thiết. Dưới sự tác động của thực thần, dường như con giáp tuổi Thân đang khá mơ mộng, vươn tới những miền đất của cảm xúc. Việc này tốt cho công việc liên quan tới sáng tạo nhưng lại không nên kéo dài quá lâu. Bản mệnh cần biết lúc nào cần dừng lại sự mơ mộng này. Nhất là trong tình yêu, nếu bạn còn tự tô hồng cho mọi thứ thì bạn sẽ gặp bất lợi đấy. Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp cho vận trình tình cảm của những chú Thân có chiều hướng tiến triển tốt đẹp. Nếu yêu lâu, bản mệnh có thể bàn tính tới chuyện kết duyên trăm năm. Còn các cặp vợ chồng cũng biết cách vun vén để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, chuyện tình cảm tiến triển rất bình yên và hòa hợp. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, có người hỗ trợ tài chính cho bạn. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, đường làm ăn suôn sẻ, buôn bán nhỏ hay lớn đều có thu hoạch. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, hoàn thành công việc nhanh chóng, không phải bôn ba. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, tình duyên thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 71. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, thương quan đem đến nhiều rắc rối cho người tuổi Dậu, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể bị cấp trên khây khó dễ, khiến tinh thần luôn căng thẳng, bức bối, công việc khó có thể tập trung hoàn thành cho tốt được. Ngũ hành Kim khắc Mộc nhắc nhở tuổi Dậu hôm nay cẩn thận trong giao dịch tiền bạc. Đi rút tiền hay đi trả nợ cần có người đi chung, làm gì cũng phải cẩn thận, tiền bạc cất giữ kỹ vào. Nay nếu bất cẩn sẽ xảy ra nhiều sai lầm đáng tiếc. Nhờ có lục hợp nâng đỡ, tuổi Dậu có một ngày vận đào hoa nở rộ, rất tốt cho người độc thân. Tuy nhiên, bạn sẽ cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm thì mới có được hạnh phúc cho mình. Con giáp này có thể tích cực tham gia hoạt động tập thể hay các cuộc gặp gỡ giới thiệu từ bạn bè. Biết đâu khi mở lòng mình, bạn sẽ nhanh chóng gặp được người phù hợp. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng ngày càng thêm nồng thắm. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, nên thận trọng khi đưa ra quyết định tài chính. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, chớ nên tiêu tiền một cách hoang phí. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, không ngại đối diện với khó khăn. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, tình cảm gia đình giữ được sự êm ấm thuận hòa. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 09. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương xung, người tuổi Tuất có thể gặp phải những rắc rối không đâu do cách cư xử thiếu tinh tế của mình. Bạn nhiệt tình với công việc, nhưng đôi khi tính cách thẳng thắn quá mức cần thiết lại không có lợi cho mối quan hệ với mọi người xung quanh. Đối với người tuổi Tuất, việc giao tiếp với đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn khi đối phương cố tình không hiểu những điều mà bạn muốn truyền đạt. Dường như tỉa kiên đang trở thành hòn đá ngáng đường bạn vậy. Đối với vận trình tài chính cũng không được tốt. Do đó, việc xem lại cách chi tiêu cũng như lên thiết lập lại ngân sách của mình một cách kỹ càng. Hãy cố gắng điều chỉnh lại kế hoạch của mình chu đáo hơn để có được nguồn thu bền vững trong thời gian tới. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, chuyện tình cảm tồn tại nhiều rối ren. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, nên cố gắng quản lý tiền bạc chặt chẽ, đề phòng họa tiểu nhân. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, có nguy cơ mất tiền, làm ăn dễ bị thua lỗ. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, công việc gặp phải nhiều vấn đề rắc rối. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, cần điều chỉnh lại thói quen chi tiêu kẻo lạm chi. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 30. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính tài chiếu mệnh, năng lực làm việc của người tuổi Hợi đã phát huy một cách tối đa, đem lại hiệu quả bất ngờ và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nhờ đó, bản mệnh rất dễ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá cho những nỗ lực làm việc của mình. Ngày này, người làm công việc lĩnh lương hàng tháng cố định thì nhận được tin vui liên quan tới tài chính hoặc có thêm một khoản thu nhập bên ngoài. Với người kinh doanh thì đây là cơ hội tốt để bản mệnh phát huy quy mô, đầu tư thêm vào dự án của mình. Hồng Loan giúp cho các cặp đôi tuổi Hợi được tận hưởng một ngày bình yên. Hai bạn chỉ cần dành thời gian để ở bên nhau thôi là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ấy chính là động lực để bạn vui sống mỗi ngày. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh Hỏa, tình yêu cũng có lúc trở nên nhàm chán. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh Thổ, dự đoán được xu thế của thị trường. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh Mộc, tiền bạc hanh thông có cơ hội kiếm tiền. Với những tuổi Tân Hợi, mệnh Kim, công việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Với những tuổi Quý Hợi, mệnh Thủy, hết sức cẩn thận khi làm việc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 25 và số 44. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Tử Vi Ngày Mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.